Hello, chào đại gia đình. Lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt mộc của Sơn Sàm đây. Ô la la la. Rồi hôm nay mặc áo gì bà con biết mình rất là lạnh đúng không? À, thấy Sơn Sàm mặc áo vậy là thấy khí hậu ở đây rất lạnh. À, mình vẫn còn đang ở miền Trung nha quý vị. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm qua đến giờ thì Sơn Sàm có quay trở lại trên kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Sơn Sàm nói rồi sẽ quay trở lại với cái kênh YouTube của mình với những thông tin nóng hổi ha, những thông tin cơ bản mà tất cả quý vị chúng ta đang trông chờ từ trước đến nay đó. Thì ngày hôm qua đó thì liên tục trên những diễn đàn mạng xã hội như là báo Thanh Niên, báo Pháp Luật và rất là nhiều trang mạng khác đã đưa ra cái thông tin đó là bà Nguyễn Phương Hằng cùng với Mai Nhi, Hà Lê và Quỳnh Công Tân, đó là cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án đó vào cái tội 331. Tuy nhiên bên đó thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đó thì không đủ cơ sở để khởi tố nha quý vị. Đó thì cái thông tin đó thì bên phía báo chí đưa ra, nhưng mà ngày hôm qua đến giờ rất là nhiều người, rất là nhiều kênh YouTube, đủ thứ thành phần hết, Đinh Lan, Thanh Trần, Diệp Già, đồ các kiểu, từ lưa hột dưa lên chửi bới ông sùm. Sơn Sàm cũng đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình về cái drama này cũng như cái thông tin ở trên, đưa ra những cái nhận xét cũng như là những quan điểm của mình nha. Đặc biệt thì con Đinh Lan đó, con Đinh Lan thì là nó là hăng hái nhất đó. Ngày hôm qua nó ra đến 4-5 clip đó quý vị, nó dậy nảy tưng tưng giống như là đĩa mà phải voi vậy đó quý vị. Thì nó một hai nó la làng đó, nó nói là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân là cái gì bỏ lọt tội phạm rồi các kiểu ABCD các kiểu, nó la làng rồi các kiểu đúng không. Thì tôi hôm nay tôi quay trở lại cái đề drama này, nhưng mà tôi cũng phái con Đinh Lan này quý vị, tôi phái con Đinh Lan này. Đinh Lan này đúng là chủ đề bất tận nha. Đây là chủ đề bất tận, đó là niềm đam mê, là cảm ứng của tôi khi tôi vô cái drama này. Không chọc con này là ăn không ngon quý vị, mà nó vui chứ quý vị, nó vui. Bởi tôi nói drama này mà không có con Đinh Lan thì nó cũng buồn đó quý vị. Đó, nhưng mà Đinh Lan này thì kính thưa quý vị, trước sau gì cũng dính chưởng thôi. Đó, tôi đã từng nói rồi, đã có rất là nhiều đơn thư về cái việc bôi nhọ vu khống bà cũng như ông Dũng đã gửi đi hết rồi, nhưng mà người ta xử lý chưa đến thôi, chưa tới lượt thôi ha, chưa tới trình tự thôi. Nó bôi nhọ, nó vu khống, nó xúc phạm rồi các kiểu, nhưng mà không hiểu sao thì tôi thấy con này nó không có động cơ mục đích nha quý vị. Không biết nó làm vì cái gì mà hôm qua giờ nó chửi quá chửi. Như thế này, bà con để ý trên kênh của ông Đinh Lan, nó không phải nó làm kiếm tiền, nó không phải làm YouTube để nó kiếm tiền đâu quý vị. Quý vị thấy là những cái clip ở trên kênh của Đinh Lan toàn là nó cắt lại đó, nó cắt lại những cái livestream của người khác hoặc là những clip người khác nó tải về. Chắc chắn một điều là trên kênh của Đinh Lan này không kiếm tiền được nha quý vị, không kiếm tiền YouTube được và nó cũng không có bán hàng luôn. Thì có người thì nói rằng là Đinh Lan này nó làm vì đam mê, làm vì đam mê, nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Lúc trước cũng có những cái ý kiến cho rằng là con này nó có được được những cái bàn tay ma thuật á. Những cái người mà trong trong lùm mà núp lùm là nó xịt con này. Đó, nó quăng, chắc nó quăng tiền cho con này chửi đó, cho nên Đinh Lan nó không cần tiền YouTube. Ví dụ mình làm YouTube thì đều có mục đích, có cái hướng đi hết. Ví dụ như tôi là tôi bán hàng online, có một số anh em thì một số kênh YouTube thì giống như là câu view câu like rồi các kiểu, là kiếm lượt xem rồi kiếm tiền YouTube đó. Nhưng mà con Đinh Lan đặc biệt cũng không có bán hàng, cũng không có lúc nào nó cũng được hút thuốc nam chữa ung thư chữa các kiểu, với lại kênh của nó thì không lấy tiền, không kiếm tiền được, cho nên tôi cũng không loại trừ khả năng là con này nó được người ta thuê là nó chửi mướn được các kiểu đó. Nó liên tục nó chửi rủa rồi các kiểu đó quý vị. Thì tôi cũng cập nhật
rất là nhiều cái tình hình liên quan đến cái drama này. Đó, như là những kênh YouTube ngày mai như là Diệp Già, Duyên Mai, rồi rất là nhiều kênh YouTube mà phản biện cũng như là chửi từ đầu tới cuối, từ đầu cái drama này, đúng không? Đó, còn nói chung thì cũng không có, tôi cũng không có đào sâu về vấn đề mà chửi lộn các kênh với nhau. Đó, khán giả ta mệt, đúng quý vị, khán giả ta mệt, ta nản đó. Đó, thì ngày hôm nay tôi sẽ phân tích về cái vấn đề này, cái vấn đề mà sắp tới đây đó, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được đưa ra xét xử thì có những cái kết quả như thế nào, có những cái hiệu ứng cũng như là có những cái gì ta, đó, cái sự mong đợi của vị khán giả có được đáp ứng hay không, cũng như rất là nhiều người đó cũng là luôn trông chờ vào một cái kết quả tốt đẹp ha. Đó thì ngày hôm nay thì đồng loạt các trang báo mạng cũng như đưa tin làm cho cái drama này nó nóng lên lại đó quý vị, nó nóng lên lại nha. Thì trước đây 2-3 tháng nay thì tôi cũng không ra video clip, thì nói thẳng ra thì cũng không có cái sự kiện gì nổi bật, không có cái thông tin gì mới. Với lại tình hình bây giờ thì cũng đang rất là rối ren đó quý vị, rất là nhiều sự kiện xảy ra đó, rồi cái bên kinh tế rồi chính trị cũng rất là bất ổn đó, cho nên thì cũng thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là cái vụ án drama này nó cũng đang rất là ít đó, người ta chưa làm tới đó, và ngày hôm nay thì bắt đầu người ta đã làm cho nó nóng lại nha. Đó, nó nóng lại thì tôi sẽ liên tục cập nhật cho tất cả quý vị về những thông tin về drama đó. Thì cũng xin nhắc lại quý vị cái là trong cái Zalo này em có bán rất là nhiều hàng Nhật nha, đó rất là nhiều quý vị khán giả cứ nói với em là tại sao lâu quá không thấy em rồi, quên em rồi, không biết em còn bán hàng hay không, nhưng mà em xin khẳng định lại là em vẫn còn bán nha. Em vẫn bán hàng bình thường ở trong cái Zalo này. Zalo này là rất là nhiều hàng Nhật nha. Đó, hàng này hàng của gia đình em nha quý vị. Đó, hàng Nhật Bản uy tín và chất lượng nha. Đây là hàng Nhật về sức khỏe, làm đẹp, những sản phẩm gia dụng đồ rất vân vân, rất nhiều ở trong cái Zalo này. Các anh chị mình vô đây tham khảo nha. Đó, bây giờ cho em xin 2 phút em quảng cáo nhẹ cái sản phẩm quạt huyết dưỡng não này cái nha quý vị. Đó, thì lâu lâu em giới thiệu lên cái để quý vị quên em. Thì cái này là quạt huyết dưỡng não Yonosi, cái này là chuyên trị những cái bệnh thiếu máu não, hoa mắt, chóng mặt này. Đó, những người trung niên, những người lớn tuổi, những người nào mà đứng lên mà hoa mắt chóng mặt, đầu óc mình nó quay dần vòng vòng quý vị, mắt mũi nó tối thui đó, đó là nó bị thiếu máu não, thì cái sản phẩm này nó tăng cường oxy lên não nha. Đó, rồi nó trị những cái bệnh về thiếu máu não, nói chung là quạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản đây. Một hộp này là 300 viên, uống được hơn 2-3 tháng gì đây quý vị. Đó, hộp này là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu em bao ship Việt Nam, các anh chị ở nước ngoài làm tính thêm phí ship nha quý vị. Đây, hàng công ty đàng hoàng, đây bao bì các kiểu, mã vạch rồi các kiểu, các anh chị yên tâm nha. Đó, đây là sản phẩm của gia đình em nha. Rồi các anh chị mua hàng thì cứ inbox vào Zalo này cho em. Rồi còn nhiều lắm, ở trong này hơn cả 100 sản phẩm nha, cứ vào đây lựa, nhiều lắm, rất nhiều sản phẩm trong cái Zalo này. Thì cô chú anh chị cũng quay trở lại cái vấn đề drama đó, thì đợt vừa rồi thì quý vị thấy rồi, rất là nhiều khán giả, rất nhiều khán giả hỏi thăm em cũng như bày tỏ cái sự thất vọng, bày tỏ một cái sự gọi là buồn đó quý vị. Có rất nhiều người buồn, người ta nói là bây giờ không có thích theo dõi nữa, mà người ta đang chờ một kết quả tốt đẹp từ phía của chị đẹp đó nha. Đó, thì người ta nói rằng là cứ vạch áo cho người xem lưng đó. Vạch áo cho người xem lưng, rồi những cái tụi mà giờ, từ đầu bên drama nó cười, đúng quý vị. Đó, thì tôi cũng nói rằng thì mỗi người có một cái quan điểm, mỗi người có một cái hướng đi, mỗi người có một cái đường lối đó, cho nên tôi không can thiệp vào cái chuyện của ai đó. Đó, và hơn nữa khán giả người ta cũng rất là buồn, là tại vì người ta riết rồi, người ta không có cái thông tin gì mới, mà nghe chỉ lộn không người ta cũng buồn đó. Cho nên đó, thì em cũng quay lại cái drama này, ví dụ như em sẽ thu thập những cái thông tin nào mà em có được nha. Đó, cái kênh Sân Sàm thì quý vị biết rồi, có mới nói, không có không nói nha. Đó, có thông tin gì mà báo chí chính thống rồi cơ quan chức năng người ta đưa tin thì em sẽ cập nhật liền cho quý vị đó, chứ em không có bịa đặt mà gọi là dẫn dắt khán giả chạy vòng vòng các kiểu, rồi nó láo nó xạo có view like rồi các kiểu nha. Đó, em thì em không có chơi cái trò đó được. Đó, bây giờ nhiều trang lắm, nhiều trang, nhiều kinh, nhiều kênh lắm quý vị. Đó, nó bị đặt ra rồi nó giật cái này cái kia, cuối cùng làm người ta hoang mang, người ta không biết đường nào người ta mò ha. Đó, cho nên bây giờ thì em sẽ có những cái thông tin nào mà nóng hot mà mới nhất thì em sẽ cập nhật cho quý vị liền. Đó,
ví dụ như thông tin của Mai Nhi đó, Mai Nhi rồi Hà Lê rồi Quỳnh Công Tân, đó là bên truyền thông của công ty Đại Nam. Ba người này thì đã chính thức bị cơ quan chức năng là khởi tố chung cái tội 331 đó với bà Nguyễn Phương Hằng. Còn hiện tại thì luật sư Nguyễn Đình Kim thì cũng không có dính líu, cũng không đủ cơ sở khởi tố, cũng như là tiến sĩ Trần Anh Quân thì ngày hôm nay báo chí cũng đưa là không đủ cơ sở khởi tố nha quý vị. Đó, còn những cái kênh nào mà nó bịa đặt rồi nó chửi bới sùm từ đầu đến giờ thì quý vị cũng hiểu rồi đó ha. Chắc quý vị khán giả thì cũng rất là thông minh, đó, cũng ai cũng nhìn nhận được vấn đề hết và ai cũng nhìn ra được hết ha. Cho nên thì ai nói gì nói, mình phải tin vào công lý, tin vào cái nhân quả nè quý vị. Đó, trong cái cuộc sống này những cái gì tốt đẹp, những cái gì mà cần được bảo vệ, cần được lan tỏa thì nó sẽ được nhân rộng lên, đúng không? Và chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng vào cái điều đó. Cũng biết rằng là hiện nay là ví dụ như những cái kênh mà phản biện đó, rồi những cái kênh mà chuyên gia mà đi nói xấu, đi bơi móc, đi vu khống bị đặt đó quý vị. Như là cái con Đinh Lan thì nó nghe thông tin những cái thông tin gì là có thông tin gì là nó nhảy nảy ra đó, nó nhảy tưng tưng lên đó, bắt đầu là nó bị thêm nữa. Rồi con này nó nói từ đầu giờ đâu có cái gì đâu mà thiệt, đúng không quý vị? Đó, riêng Đinh Lan này thì ví dụ như là bà con để ý từ đầu tới giờ nó nói đâu có cái gì thiệt đâu. Đó, nó nói con voi nấu không được nồi canh mà, đúng không quý vị? Đó, bản thân nó thì người ta gọi điện cho tôi liên tục cái đợt mà đợt dịch đó, mà con lấy rượu đồ của người ta, nhà người ta thuê xây các kiểu, người ta tới người ta đập phá rượu người ta, lấy không ra tiền, rồi tiền nhà tiền cửa lẻn nói chung tùm lum la ra không có thiệt, nói xạo nói láo, rồi có chồng, rồi nói chồng Canada, chồng Mỹ, chồng Úc, rồi cuối cùng làm đám cưới, rồi đám cưới nói xạo nữa, tới nói chung là không đúng một cái gì cả. Đó, cho nên bà con đừng nghe những cái thông tin này thì chúng ta cũng nghe cho vui thôi ha. À, cũng nghe những cái thông tin như là Duyên Mai, Diệp Dạ hay là những cái kênh Thanh Trần rồi các kiểu chúng ta nghe giống như là vào đọc nghe tụi nó nói cho vui miệng, vui nhà vui cửa thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà những cái thông tin mà tụi nó đưa ra thì quý vị cũng không nên nghe đó, cũng đừng nên gọi là bị nó dắt mũi chạy vòng vòng. Thứ nhất là mình phải nghe những cái trang báo chính thống đó, những cái trang mà uy tín đó. Cái thứ hai là những kênh YouTube nào mà chúng ta theo dõi lâu, đủ cái sự tin cậy đó, và chúng ta tin được vào đó thì chúng ta theo dõi đó. Và cũng trong cái lúc thời gian vừa qua thì cũng lâu quá em không có làm lại YouTube đó, thì quý vị nào mà xem hay là gì đó thì chưa có đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giúp em nha, tại vì cái kênh mà em bỏ lâu quá thì nó bị mất đề xuất đó quý vị. Nó mất đề xuất, nó bắt đầu lượt xem nó thấp. Đó, cho nên bây giờ em phải làm lại từ từ ha. Em làm lại từ từ thì cái kênh em nó mới phát triển lên lại được, tại vì bữa giờ không có ra cái clip gì cả, kênh nó bị lâu quá, bị mất tương tác rồi. Ai mà xem được cái video clip này thì mình bấm like hoặc bấm đăng ký rồi các kiểu ha, thả tim rồi các kiểu, ok. Đó, rồi thì trong cái thời gian sắp tới nữa thì em sẽ cố gắng cập nhật video clip nhiều hơn, nó sẽ tìm hiểu những thông tin nhiều hơn. Có gì thì em sẽ cập nhật cho tất cả quý vị liền. Và đặc biệt thì em sẽ live stream đồ các kiểu nhiều hơn ha. Giao lưu rồi hát hò nhạc chế đồ các kiểu ha. Rồi cũng xuyên live stream với mọi người để cho cái kênh nó có tương tác ha. Rồi em vẫn bán hàng, rồi em làm rất là nhiều cái content khác nữa, như là về phim, về những cái hài xàm xàm để quý vị mình đỡ buồn ha. Đó, em sẽ làm lại liên tục đó. Rồi thì cái vấn đề mà drama này thì kính thưa quý vị thì cũng nghe những cái thông tin cơ bản là cũng sắp rồi nghe quý vị đó, cũng trong một cái thời gian ngắn nữa thôi đó, trong một cái thời gian ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được kết quả của câu chuyện ha, chúng ta sẽ biết được kết quả của câu chuyện. Ừ, thì dù gì đi nữa thì chúng ta cũng một phần ủng hộ những cái việc làm tốt đẹp ở trên cái xã hội này ha. Những cái gì tốt, những cái gì mà giúp đỡ cộng đồng thì chúng ta cần phải hoan nghênh, cần phải lan tỏa ha. Đó, thì như cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có rất là nhiều người, người thì lên án chửi bới, người thì ủng hộ các kiểu ra. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì cái gì hay, cái gì tốt thì tôi ủng hộ hết. Đó, ví dụ như cái đợt dịch vừa qua thì những cái việc làm
thiện nguyện như vợ chồng ông Dũng bà Hằng đó, rồi cái oxy Đại Nam, những quỹ mổ tim rồi các kiểu đó, những cái gì tốt thì mình phải ủng hộ hết. Còn cái chuyện bà lên mạng bà chửi, hay bà có bị lỡ lời, hay bà có bị không kiềm chế được cảm xúc, bà có bị dính vào pháp luật để có bị phạm cái này kia thì đã có cơ quan chức năng người ta xử lý ha. Còn những việc làm tốt thì mình phải hoan nghênh, đúng không? Đó, nhưng mấy ngày hôm nay thì rần rần mấy cái vụ bà con thấy rồi đó ha. À, cái gì kit xét nghiệm đó, đó kit xét nghiệm COVID-19 đó. Đó, có kit xét nghiệm mà kit xét nghiệm đồ kém chất lượng, đồ giả, đồ các kiểu, nâng giá các kiểu đó, thì chúng ta thấy rằng đâu đó trong xã hội này nó còn rất là nhiều người đó phải trục lợi trên cái nỗi đau của người ta ha. Trong cái mùa dịch thì người ta đã chết chóc biết bao nhiêu, mà có những kẻ còn phải trục lợi cái trên cái nỗi đau của nhân dân ha. Đó, trục lợi nè, kiếm tiền nè các kiểu. Thì trong khi ông Dũng cho bà Hằng thì biết bao nhiêu oxy, nếu như cái lượng oxy Đại Nam mà ông bà bán ra đó, bán ra mà bán giá cao, lúc đó người ta cũng mua, đúng không? Tại những cái nhu cầu người ta cần rất nhiều đó, bán ra lời rất nhiều, kiếm rất nhiều tiền, nhưng tại sao người ta không bán? À, người ta cho miễn phí rồi con dịp già đó còn lên nó chửi nữa, lên nó chửi, nó nói oxy kém chất lượng, oxy cho cá thở đồ các kiểu ha. Đó, bởi người ta nói làm, những người nào không làm thì để người ta làm còn không làm người ta làm rồi còn chửi còn chê ha. Đó, cho nên chúng ta mới thấy được rằng là trong cái việc là việc làm của hai vợ chồng ông Dũng bà Hằng thì trong cái mùa dịch vừa rồi thì rất là cấp thiết, đúng không quý vị? Đó, như thế đó. Đó, thì những cái việc làm đó chúng ta phải hoan nghênh, chúng ta phải phải lan tỏa nhiều hơn, đúng không? Để cho cuộc sống này nó có cái niềm tin, đúng không quý vị? Đó, còn chửi ai chửi gì, ai nói gì nói. Đó, tôi thì như thế thôi. Đó, cầu mong những cái gì mà nó tốt đẹp nhất đến với tất cả những cái người mà chúng ta tin tưởng, chúng ta ủng hộ, đúng không quý vị? Đó, theo từ đầu tới giờ. Đó, còn riêng kênh Sân Sàm thì quý vị biết rồi, không chỉ lộn. Tôi không chỉ lộn nha. Đó, tại vì có rất là nhiều khán giả người ta rủ mình tới nhà chơi, hay người ta gọi điện cho mình, thì có người lớn tuổi, rồi những người có thiếu nhi trong nhà, những có con nít đồ các kiểu, người ta thậm chí cái kênh của mình người ta mở lên cái tivi người ta coi giữa nhà vậy đó, mà toàn lên chửi lộn nói tục chửi thề không thì nó rất là mất lịch sự đó quý vị. Đó, và đa rồi riết hồi khán giả người ta sẽ không có ủng hộ mình nữa ha. Cho nên kênh của em thì không bao giờ có chuyện mà chửi bới hay hăm he hay là nói tục chửi thề cho nó. À, mình đem đến một không gian sạch nha quý vị, đem đến không gian mà văn hóa, mình chia sẻ về giải trí nè, tin tức nè, đó rồi những cái vấn đề trong cuộc sống ha. Đó, hy vọng là quý vị khán giả ủng hộ em nha. Đó, ủng hộ em, tiếp tục ủng hộ em. Và sau cái clip này thì em sẽ cố gắng ra nhiều thêm nữa. Đó, em ra thêm nhiều clip nữa liên tục để cho cái kênh em nó phát triển là nha quý vị. Đó, nhớ like subscribe em nha. Đó, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Rồi các anh chị nào mua hàng thì cứ inbox vào cái Zalo này nha. Đó, trong cái Zalo hàng Nhật này của em, hàng của em thì quý vị yên tâm rồi ha. Đó, nếu mà hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì gửi lại cho em trả tiền. Đó, em trả tiền gấp 10 lần nha quý vị. Đó, hàng em thì biết rồi, hàng chuẩn Nhật. Đó, em bán nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó, em bán 13 năm nay rồi chứ không phải em mới bán đây ha. Đó, nếu hàng em bán hàng tầm bậy thì em đâu có tồn tại đến giờ này đâu quý vị. À, cho nên các cô chú anh chị thương tình thì nhớ ủng hộ em nha. Ừ, nhớ vô kết bạn Zalo em nè. Đó, ok, Zalo ở trên góc màn hình đây. Đó, mua hàng ủng hộ nha. Bữa nay đầu năm em mở hàng rồi. Đó, em bắt đầu bán hàng, mở hàng rồi nha. Rồi xin hẹn lại quý vị trong cái video clip sau nha. Chào tạm biệt quý vị.